mối quan hệ đặc biệt mẫu mực và vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai nước Việt Nam và Lào đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Suphanuvong trực tiếp đặt nền móng, được dày công gây dựng, gìn giữ, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của thế hệ quân và dân hai nước. Thực sự trở thành tài sản vô giá, là mối quan hệ có 102 trong lịch sử thế giới. Đúng như Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn đã khẳng định, trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài toàn diện như mối quan hệ Lào-Việt Nam. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đúc kết mối quan hệ đặc biệt quý báu và thiêng liêng này trong 4 câu thơ bất hủ. Thương nhau mấy núi cùng trèo, mấy sông cùng lội, mấy đèo cùng qua. Việt, Lào, hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Ngày 5 tháng 9 năm 1962, sau khi Hiệp định Geneva về Lào được ký kết, Việt Nam và Lào đã nhất trí thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong sự nghiệp, củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập của mỗi nước, sự gắn bó khăng khít, sự phối hợp, giúp đỡ vô tư, trí tình, trí nghĩa giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào đã trở thành sức mạnh vô song và là nhân tố quan trọng góp phần đưa cách mạng hai nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến tới thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975. Sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18 tháng 7 năm 1977. Đây là văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới, toàn diện của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào. Kể từ khi hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác quan hệ Việt-Lào bước sang trang mới, từ liên minh chiến đấu chung một chiến hào sang hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập chủ quyền. Hơn 60 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mặc dù tình hình khu vực quốc tế thay đổi không ngừng, nhưng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Với quyết tâm không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai nước, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước đã tăng cường gặp gỡ, thường xuyên trao đổi đoàn. Thông qua các chuyến thăm và làm việc đã khẳng định quyết tâm tăng cường nâng cao mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong tình hình mới, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi nước. Chính phủ hai nước đã thúc đẩy quan hệ hợp tác trực tiếp toàn diện, kết nghĩa từ trung ương tới địa phương, thường xuyên trao đổi đoàn trên các lĩnh vực công tác. Hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Lào cũng liên tục được quan tâm, thúc đẩy, trở thành nền tảng lâu dài trong quan hệ Việt-Lào. Năm 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động nghiêm trọng tới hai nước, nhưng kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2020. Năm 2022, kim ngạch thương mại đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 20% so với năm 2021. 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Lào đạt 835 triệu đô la Mỹ, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Lào xuất khẩu sang Việt Nam đạt 567 triệu đô la Mỹ, gấp hơn 2 lần so với con số 268 triệu đô la Mỹ kim ngạch mà Việt Nam xuất khẩu sang Lào. Về đầu tư, Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào sau Trung Quốc và Thái Lan. Các công ty Việt Nam đầu tư vào Lào gần 260 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 5,4 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch. Đặc biệt trên các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, hai nước Việt Nam-Lào luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp với các nước thành viên ASEAN khác trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN và duy trì đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, với truyền thống đoàn kết cùng quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và người dân hai nước, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững,
góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.